kim cạnh đấy. Cười gì kìa. Chạy xe đi, chạy xe vòng vòng. Chạy xe vòng đi. Chạy đi. Chạy đi mà. Tí nữa nó chạy ra tầm đi. Rửa tay đi. Chơi coi, chơi con coi. Ghê. Bình thường thôi. Đó à. Ngày xưa tao chơi kinh khủng hơn rất nhiều. Cái này ngày xưa là gì? Làm gì? Quên mất tiêu rồi. Ừ, quên mất, tức cấp mất về phía tây đi giáp về. Bây giờ chỉ cứ có điều là chỉ cứ trả tiền này là được. Tao không có tiền đâu mày ơi. Các mày tao chơi đi rồi. Tao tập chơi như ngày xưa rồi, ngày xưa là chơi rồi. Đi, đi con, đi con. Đi đây. Ngày xưa chơi hơi bị đói á. Không như bây giờ đâu. Không như bây giờ tôi tệ là đâu. Mặc dù có 49kg rồi. Giờ có 49kg rồi. Mày nói vậy mày. Đừng có tung cậu cháu. Cái chơi chơi nào quên mất mấy chiều rồi. Bây giờ vẫn còn như ngày xưa chứ mày vẫn thì. Nó chơi mấy hai. À. Được rồi. Nó chơi nó thế nào? À. Xe có thắng không đây? Nó có xuống được không mày? Nguy hiểm. Xe có thắng không đây? Hả? À.